chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày mai ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết trên cả nước ta đang có những sự thay đổi do khối khí nóng phía Tây hoạt động, tạo thành một trục rãnh phát triển từ phía Đông sang phía Tây, đi ngang qua khu vực Nam Trung Hoa. Chính điều này sẽ tạo điều kiện cho thời tiết nước ta trong giai đoạn tới có nhiều diễn biến chuyển pha xấu hơn. Nhìn chung ngày hôm nay, thời tiết trên cả nước ít biến đổi, trên hầu khắp cả nước nắng vẫn xuất hiện, có nơi có nắng nóng với nền nhiệt khá cao. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn khi nhắc tới Bình Dương, quý vị thường nghĩ đến hàng loạt các khu công nghiệp, các nhà máy hiện đại. Thế nhưng quý vị sẽ hết sức ngạc nhiên khi biết rằng Bình Dương còn có khá nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Một khi đã đến đây rồi thì sẽ quyến luyến không muốn rời. Đó là địa danh núi Cậu, hồ Dầu Tiếng. Từ lâu nơi đây đã trở thành khu vui chơi giải trí hấp dẫn của giới trẻ đến từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Hồ Dầu Tiếng là một biển nước mênh mông do con người tạo ra từ công trình thủy lợi. Hồ có tác dụng tưới cho hàng trăm nghìn hecta đất trồng. Những ngày trời nắng đẹp, mặt hồ ánh lên màu xanh biếc sâu thẳm. Trải dọc bên hồ là dãy núi Cậu sừng sững, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu tình. Tiếp theo, mời quý vị tham khảo thêm thông tin thời tiết ngày mai tại một số vùng du lịch trong đất liền và hải đảo khác. Chịu tác động chủ yếu của vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, do đó khu vực vùng núi phía Tây Bắc sẽ tiếp tục có nắng với cường độ mạnh, số điểm nắng nóng cục bộ sẽ nhiều hơn, có nơi từ 35 đến 37 độ. Tại Điện Biên, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 15 đến 33 độ, độ ẩm là 60%. Tại Sapa, nhiệt độ duy trì mức 13 đến 24 độ, độ ẩm cũng là 60%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 cho tới 24 độ với độ ẩm là 90%. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ về đêm và sáng sớm vẫn có sương mù vài nơi, đến trưa chiều hừng nắng, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và dã ngoại ngày cuối tuần. Tại Hà Giang, nhiệt độ trong ngày từ 23 đến 31 độ với độ ẩm là 65%. Tại Hạ Long, mức nhiệt thấp nhất là 24 độ và cao nhất là khoảng 30 độ, độ ẩm là 80%. Tại Hải Phòng, nền nhiệt phổ biến từ 24 đến 29 độ, độ ẩm là 85%. Đối với khu vực các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, tiết trời tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, do hội tụ gió Tây vẫn còn hoạt động, nên sẽ còn đem lại mưa rào và dông, kèm theo một vài hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật. Do vậy, trong quá trình du lịch khám phá thì quý vị cần lưu ý đôi chút. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ dao động trong khoảng 24 đến 28 độ, độ ẩm là 80%. Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ ngày và đêm là từ 24 đến 29 độ, độ ẩm là 80%. Thành phố Huế nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, cao nhất là 34 độ, với độ ẩm là 75%. Do chịu tương tác của dải mây dông phát triển từ phía Tây sang, nên các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cũng sẽ có mưa rào xuất hiện, tuy nhiên mưa không đáng kể. Tại Đà Nẵng, biên độ nhiệt từ 24 đến 32 độ, với độ ẩm là 70%. Phố cổ Hội An không mưa, nhiệt độ trong khoảng 25 đến 31 độ, độ ẩm là 70%. Tại Bà Nà đôi lúc có mưa, nhiệt độ ban đêm là 20 độ, cao nhất là 25 độ, độ ẩm là 75%. Đối với các tỉnh ven biển từ Nha Trang, Khánh Hòa đến Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết có dấu hiệu chuyển mây và có mưa xuất hiện. Tại Nha Trang, nhiệt độ trong ngày khoảng từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm là 65%. Tại Mũi Né, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng là 26 đến 33 độ, với độ ẩm cũng là 65%. Vũng Tàu trời không mưa, mức nhiệt thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 33 độ. Đêm nay và ngày mai, mưa trái mùa vẫn có khả năng xuất hiện trên diện hẹp ở các tỉnh Tây Nguyên. Mưa tập trung ở phía Tây Bắc của khu vực và sẽ đem lại bầu không khí mát mẻ hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt mức từ 30 đến 33 độ. Về đêm, nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ, với độ ẩm trong khoảng 55 đến 60%. Xuôi xuống khu vực các tỉnh thành phía Nam, ngày mai trời phổ biến ít mưa, có nắng. Ở miền Đông Nam Bộ, nắng nóng trên diện rộng vẫn duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, mây phát triển hơn và có mưa nhẹ xuất hiện. Nguyên nhân của những cơn mưa nhỏ này là do nhiễu động từ ngoài khơi di chuyển vào, tạo thành những vùng mây. Tuy nhiên, những nhiễu động này có cường độ không mạnh và quy mô nhỏ, nên đợt mưa này không gây ảnh hưởng gì xấu cho giao thông trong vùng. Tại Tây Ninh, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 36 độ, độ ẩm là 50%. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 25 đến 35 độ, độ ẩm là 55%. Còn ở rừng U Minh, trời nhiều mây và có khả năng mưa nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ với độ ẩm là 60%. Nhìn chung trong giai đoạn này tại vùng biển phía Nam, mây có xu hướng phát triển gây mưa cho khu vực. Tại Côn Đảo không mưa, nhiệt độ trong ngày khoảng 26 đến 32 độ, độ ẩm là 70%. Phú Quốc có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động quanh mức 26 đến 33 độ với độ ẩm là 70%. Bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Hy vọng quý vị sẽ lựa chọn được một điểm đến lý tưởng cho chuyến hành trình của mình. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.